Xin chào mọi người, hôm nay bà Hiền xin chia sẻ cái cách mình nhân giống dâu tây và vài cái thông tin cơ bản cho mọi người trồng dâu ở xứ nóng. Cái đám dâu này em đang trồng ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Em trồng theo phương pháp hữu cơ, chỉ bón phân chuồng thôi và không sử dụng thuốc hóa học. Hiện tại đang trong mùa mưa, dâu ra trái rất là ít, chủ yếu ra ngó là nhiều. Đây là cái đám dâu sơ khai của em nè. Để em cho mọi người xem cái ngó dâu tây. Bình thường một cây nó ra rất là nhiều ngó, mình chỉ chọn mấy cái ngó màu mập nhất như thế này thôi. Những cái ngó ớm mọi người nên ngắt bỏ, em chỉ lấy một cây hai ngó thôi để nhân giống. Đây là cái phần mụn dừa đã xả chét, mọi người bỏ cái phần sơ đi, chỉ lấy cái phần mụn thôi. Dưới đáy của ly mình nên cắt 3 lỗ cho dễ thoát nước. Mọi người tưới một ít nước cho mụn dừa vừa đủ ẩm và nén chặt lại. Chuẩn bị giúp em một cái cây tăm xỉa răng hoặc là một cái nhánh cây nhỏ như thế này nè. Mình chỉ bẻ cớp lại thôi, không bẻ rời ra nha mọi người. Em đặt ngó dâu ở giữa, sau đó cố định lại bằng cái que đã chuẩn bị. Em làm thêm một ngó nữa quay gần cho mọi người dễ theo dõi nè. Mình cố định bằng cái que tăm hoặc là cái cành cây như thế này. Để khi cái ngó dâu này có rễ rồi thì bắt đầu cây que nó cũng đã mục rồi mọi người, mình không cần phải lấy ra. Cố định lại như thế này để dâu không có bị động rễ và mau ra rễ nữa. Tầm khoảng 1 tuần là đã ra rễ rồi mọi người. Khi nào mà thấy rễ nó lòi ra bên ngoài như thế này á, thì mình bắt đầu mình cắt tách khỏi cây mẹ. Mọi người nhớ, nếu mà lấy ngó thì không để trái, mà nếu mà để trái á, thì không lấy ngó nha. Nếu mà làm song song hai việc này với nhau á, thì cây rất là dễ mất sức. Và ví dụ đang để trái á, mà lấy ngó thì cái trái dâu rất là nhỏ. Còn để ngó nhiều, cây chỉ tập trung nuôi ngó thôi, không có trái đâu mọi người ơi. Cái ngó dâu này em cắt vào buổi chiều mát nè, em trồng liền vô chậu luôn. Cái ngó dâu này là bị sâu ăn nè mọi người, thấy cái lá mắc cười không? Em chỉ lười bắt sâu có một đêm thôi mà nó trụi lỗi như vậy nè mọi người. Mấy con sâu này nó thích ăn mấy cái lá non với lại mấy cái cây, mấy cái ngó mà mới chiết lắm luôn á. Cái ngó dâu này cũng bị mấy con sâu cạp luôn nè mọi người. Khi ngó dâu đã được 1 tuần á, thì em sẽ bắt đầu đi kiểm tra rễ. Nếu mà ít như vậy á, thì em sẽ để tiếp, khi nào cho ra rễ nhiều em mới cắt. Bình thường tầm khoảng 10 ngày em thấy rễ ra bắt đầu đẹp rồi nên cắt luôn. Em quên nói với mọi người nữa, trong quá trình mà mình lấy cái ngó dâu á, mọi người nên giữ cái độ ẩm cho cái ly mụn dừa này. Độ ẩm cũng vừa phải thôi, nếu mà tưới nhiều nước quá nó sẽ bị úng rễ đó mọi người. Còn nếu mà tưới ít nước quá thì nó sẽ bị khô rễ. Rễ như cái ngó này là đẹp rồi. Trồng dâu bằng ngó hoặc là trồng bằng mô á, mọi người đừng có nên đắp cái gốc của dâu lại, dễ gây úng lắm. Khi đặt cái ngó dâu xuống chậu thì em chừa khoảng cách là tầm khoảng 5 hoặc là 3-4 cm gì đó, cho phần ngó nó cao hơn cái đất ở trong chậu. Để khi mọi người tưới nước vào á, cái nước không có dính vào cái bẹ. Nếu mà nước mà vào cái bẹ hoặc là cái đọt non á, dễ gây thúi khi dâu lắm. Khi tưới nước, mọi người nhớ hạn chế là không tưới vào gốc của cây dâu. Và khi nào cái đất bề mặt ở trên á, nó bị khô mình mới tưới nước thôi. Nếu mà tưới nhiều á, nó cũng sẽ dễ bị úng. Cái lá dâu này gặp mưa hơi nhiều, xong rồi nắng lại nó bị khô như thế này nè mọi người. Hậu quả của việc để dâu ngoài mưa mà lười đem vô, nó bị thúi cái đọt luôn nè mọi người. Cũng may là ở phía trên có mái che mà còn bị tạt, nếu mà để ngoài không biết sao luôn á. Mấy cánh hoa bị gió thổi rụng hết trơn hết trọi luôn. Ở trong này sắp sửa nở một cái hoa nữa nè mọi người. Cây dâu tây cũng cần ánh nắng giống như những cây khác để nó phát triển thôi. Nên khi trồng mọi người đặt dâu tây ở nơi có nhiều ánh nắng. Nói chung là ánh nắng buổi sáng thì tốt nhất, đừng có để cho nó đón nắng buổi trưa. Cái hoa đầu tiên nay nó nụ nụ rồi nè mọi người. Mà em không biết nó đậu trái không nữa. Do nay mùa mưa nè cũng hên xui lắm. Nước mưa nó rớt vô mấy đợt non rồi gặp nắng là nó hư lá luôn rồi. Lúc dâu tây bắt đầu ra hoa thì một tuần em bón cái dịch là chuối trứng sữa một lần, pha loãng với nước tưới cho tụi nó dễ đậu trái lắm. Ngoài ra cái dịch chuối trứng sữa đó sẽ giúp cho cái trái dâu mình không bị chua, nó ngọt hơn mọi người. Hôm nay canh dữ lắm mới quay được cái hoa đàng hoàng cho mọi người xem nè. Một khi mà dâu đã chịu đậu trái rồi thì tụi nó mau lớn dữ lắm luôn á. Nếu mọi người trồng dâu theo phương pháp hữu cơ mà không phun xịt cái thuốc hóa học á, không có trừ sâu gì hết á, thì cẩn thận cái lúc mà dâu nó nở hoa thì mọi người kiểm tra ở những cái hoa sẽ có những con sâu nhỏ như thế này nè. Không phát hiện sớm á, thì nó sẽ ăn hết hoa của mọi người luôn á.
Cái trái dâu như thế này là đã đậu rồi đó mọi người. Nó sẽ màu lớn giống như cái trái bên đây thôi. Cái lá này là bị sâu ăn nè mọi người, hoặc lấy con gì đó mà em cũng không biết nữa. Thường là tối phải đi bắt. Nè, còn không buổi sáng thì tụi nó sẽ nằm ở dưới đáy chậu này nè, mọi người cẩn thận nha. Mấy con sâu này sẽ ăn từ lá non đến lá già, lá nào nó cũng ăn hết á. Như lúc nãy em đã nói thì khi mà để trái rồi không để ngó, nên em sẽ ngắt bỏ cái ngó này luôn để dưỡng trái, với lại cho trái nó bự á mọi người. Giá thể ban đầu để em trồng dâu là gồm 50% đất, 30% trùng quế mà dạng bột nha mọi người, chứ không phải là cái dạng viên nén. 20% còn lại em trộn trấu tươi nè, xơ dừa, mà cái loại xơ dừa đã xả chét rồi, em chỉ lấy cái phần mụn thôi, bỏ phần xơ. Em sẽ trộn đều tụi nó lại với nhau và rải một ít cái nấm đối kháng, sau đó bỏ vào thùng xốp ủ, tầm khoảng 15 ngày em mới lấy ra em xài. Trồng dâu từng cái ngó thì khoảng 20 ngày là em bắt đầu sẽ bón cho nó thêm là phân trùng quế nè. Một ít phân bò, phân dê, phân dơi hoặc là phân gà mà cái dạng viên nén á mọi người. Hôm nào mà xiên thì em sẽ cho tụi nó uống nước rau củ quả nhà bếp mà em đã ủ rồi á, với lại đạm cá nè, rồi một ít chuối trứng sữa pha loãng với nước tưới. Nói chung là tưới mà kiểu thay phiên á, một tuần một loại. Dâu tây em thấy tụi nó nhạy cảm lắm, thường là hay bị sốc phân. Ví dụ đạm cá mà em bón cho mấy cây kia là 1:100 cái tỷ lệ pha với nước á, còn dâu tây em pha tỷ lệ là 1:200 lận. Nếu mà tưới đặc quá nó sẽ bị sốc phân và nó chết. Dâu tây em trồng xứ nóng thì chỉ được cỡ này thôi nè mọi người. Hy vọng cái clip này của em sẽ giúp mọi người trồng dâu tại nhà thành công.